Người đàn ông này thức dậy trên giường một cô gái mà mình mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên vào hôm qua. Sau khi mặc xong quần áo thì đang tính lặng lẽ rời đi, nhưng mà vừa mới chạy đến cửa thang máy, cô gái nóng bỏng đã gọi anh lại. Tối hôm qua, hai người còn lăn lộn, quấn quýt trên giường, giờ vừa kéo khóa quần lên một cái mà anh đã quên tên người ta là gì rồi. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, anh ấy đã lại để mắt đến một cô gái khác. Đối phương đang trốn tránh một người đàn ông đeo bám mình, cô gái hỏi anh là có chỗ nào trốn bí mật không? Kết quả là hai người lại cùng nhau trốn trên giường. Thật ra chị gái này có một sở thích kỳ lạ, đó là trêu đùa với lửa. Thế là khách sạn ngay lập tức vang lên chuông báo cháy, người đàn ông chỉ có thể trùm ga giường lên người để chạy thoát. Mắt thấy mình chuẩn bị muộn làm đến nơi rồi, anh lại trao ánh mắt đắm đuối với nữ tài xế taxi. Thế là con đường đi làm chỉ có mấy chục phút, lại được kéo dài ra thành mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không cần nghĩ cũng biết là muộn làm rồi. Người đàn ông này tên là Gabriel, là một giám đốc kinh doanh của một công ty có tiếng vô cùng ưu tú và có chú họa mi có khả năng hot mọi lúc mọi nơi. Anh ấy có một siêu năng lực đặc biệt khiến tất cả đàn ông trên đời này phải ngưỡng mộ, đó chính là có thể khiến toàn bộ phụ nữ vừa gặp đã yêu mình. Không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi được sự quyến rũ của anh ấy. Anh ấy đã xếp hình với vô số người phụ nữ, già trẻ lớn bé cao thấp béo gầy đều đủ cả. Nhưng số người xếp hàng để được chơi với anh cũng trải dài từ mũi Cà Mau đến đầu móng cái. Gabriel cuối cùng cũng đến công ty không đúng giờ, anh ấy dùng cái lưỡi linh hoạt của mình chinh phục nữ đối tác phải đợi mình 2 tiếng đồng hồ một cách dễ dàng. Chính vào lúc anh đang mơ mộng về tương lai tươi sáng được thăng chức và tăng lương, thì lại nhận được thông báo sa thải của cấp trên. Lý do thật sự tôi nghe còn thấy tức thay, nói gì đến ông sếp, mặc dù Gabriel có năng lực nghề nghiệp rất cao thật đấy. Nhưng anh ấy không chỉ hay đi làm muộn, không tuân thủ quy tắc công ty, mà hơn nữa là tất cả các nhân viên nữ của công ty, thư ký riêng của sếp, người vợ, thậm chí ngay đến cả con gái của ông, đều không có ai thoát được sự quyến rũ của Gabriel. Bọn họ ai nấy cũng đều thi nhau bò trườn giữa hai chân của Gabriel. Gabriel lập tức giải thích rằng bản thân mình thật ra là bị mắc bệnh, chứng bệnh của nó chính là không thể nào cưỡng chế được tình dục trước phụ nữ, anh chỉ là không thể khống chế được thôi, chứ thâm tâm anh không muốn vậy đâu, thề. Nhưng ông sếp nghe xong vẫn giữ vẻ mặt kiểu tôi không tin, cậu mau biến đi, Gabriel chỉ đành thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Các đồng nghiệp nữ ở công ty đến nhìn anh bằng ánh mắt không nỡ, lần lượt đi lên chào tạm biệt Gabriel. Gabriel thất tha thất thiểu trở về nhà, lại đụng mặt em hàng xóm xinh đẹp mới chuyển đến. Gabriel lấy cớ chuyển đồ hộ cô ấy, thành công bước vào căn phòng ngủ riêng tư của cô. Những chuyện xảy ra tiếp theo bạo lực lắm, chắc mọi người không thích xem đâu, nên thôi mình bỏ qua nhé. Sau khi lao động vất vả, Gabriel mệt mỏi quay trở về nhà. Hôm nay đúng là vận động có hơi quá sức rồi. Gabriel chung sống cùng với chú của mình ở một căn chung cư. Chú Gabriel bị mắc chứng bệnh tâm lý nặng. Ông không thể nào quên được người vợ cũ của mình. Ông luôn ngồi chờ đợi vợ hồi tâm chuyển ý quay về bên mình. Thế là không chịu ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước, ngay cả công việc cũng chỉ làm ở nhà. Hai chú cháu nói chuyện với nhau về việc Gabriel bị thất nghiệp, nhưng mà nghĩ về căn bệnh nghiện tình dục của bản thân mình, Gabriel cũng cảm thấy vô cùng phiền não. Nhưng anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình. Các chị em phụ nữ bây giờ đều quá xinh đẹp rồi. Chỉ cần anh nhìn một cái là lại không thể nhịn được mà muốn tiếp cận bọn họ. Những ngày tháng tiếp theo, Gabriel bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm công việc mới. Nhưng mà mọi chuyện tiến triển không được tốt cho lắm, tất cả các công ty lớn đều từ chối anh không chút do dự. Bởi vì ông sếp cũ của anh sớm đã đem những chiến công hiển hách của anh lan truyền khắp nơi, rồi không có ai chấp nhận được việc hy sinh vợ và các con gái của mình chỉ để tuyển một nhân viên ưu tú cả. Hôm đó, cuối cùng cũng xem như là có tin tức tốt, một công ty Mỹ mới thành lập tại Pháp muốn Gabriel đến làm bên mảng kinh doanh cho họ. Đây là một công ty kinh doanh đồ lót cao cấp, ông chủ là một người có dạ tâm vô cùng lớn. Ông ta muốn chinh phục toàn bộ thị trường châu Âu, nên dự tính bắt đầu từ nước Pháp. Trước mắt thì chỉ có 4 người đàn ông có tính cách khác nhau phụ trách mảng kinh doanh bên này. Ngay đến cả công nhân làm đồ lót cũng là đàn ông, bởi vì bọn họ không thể tuyển được một cô em nào cả. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Gabriel có thể dễ dàng được tuyển vào làm. Gabriel rất hài lòng với môi trường làm việc như thế này, không chỉ không có những em gái làm phiền để anh có thể tập trung vào công việc, mà mức lương được đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn, đúng là có tu 10 kiếp cũng không thể nào có việc ngon hơn được nữa. Gabriel đưa ra quyết định ngay lập tức, anh sẽ tham gia vào đội ngũ của công ty này. Nhưng ông chủ bây giờ lại không ở Paris, phải đến 3 tuần sau mới có thể ký hợp đồng với anh được. Khi quay về nhà, Gabriel cùng chú của mình bật mở chai sâm panh được ủ nhiều năm, cùng nhau nhảy nhót chúc mừng Gabriel đã tìm được công việc thích hợp. Nhưng chính vào lúc anh đã suy nghĩ xem tương lai sẽ có bao nhiêu là điều tốt đẹp, thì người chú đã nói cho anh một tin sét đánh ngang tai. Hóa ra ông chủ mới của anh là Dickinson có một người vợ xinh đẹp làm nghề người mẫu nóng bỏng. Chuyện này đối với một người không thể khống chế được họa mi của mình như Gabriel mà nói thì đúng là tin cực xấu. Chỉ mới nhìn thấy bức ảnh chụp của vợ ông chủ mới, Gabriel đã không thể nào khống chế được chú họa mi đang thét gào bên trong. Đôi mắt sâu thẳm, hun hút của cô khiến anh đắm đuối. Nếu như lúc anh đến biệt thự nhà ông chủ Dickinson để ký hợp đồng mà gặp vợ của ông ở ngoài đời thật, vậy thì anh sẽ không thể nào kiềm chế được rồi quyến rũ cô ấy mấy. Như vậy, Gabriel chắc chắn sẽ mất việc. Gabriel thật sự không muốn bỏ lỡ mất công việc này, nhưng lại cũng không muốn phá hoại gia đình của người khác. Sau một hồi suy đi tính tại, anh cho rằng không khống chế được sự trỗi dậy của họa mi cũng là một loại bệnh, mà có bệnh thì bắt buộc phải chữa trị rồi. Vì để khắc phục căn bệnh nghiện trịch này, Gabriel tham gia vào một hội nhóm cai nghiện yêu. Lúc vừa bắt đầu mọi người đều bàn tán sôi nổi,
Nhưng khi Gabriel vừa mở miệng, cái sự quyến rũ chất tiệt của anh phút chốc đã làm phá vỡ toàn bộ tuyến phòng bị của tất cả những người phụ nữ ở đây. Họ bắt đầu vì anh mà điên cuồng, khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn. Rất rõ ràng là quá trình trị liệu của anh không được thuận lợi cho lắm. Gabriel lại tìm đến một bác sĩ thôi miên để thôi miên mình. Anh hy vọng có thể thay đổi được tâm tính của con cá trà bạc sâu bên trong. Nhưng mà mùi nước hoa trên người nữ bác sĩ lại quá ư là quyến rũ, lại thêm giọng nói ngọt ngào như toàn mật với đường. Bác sĩ thôi miên cũng chìm đắm vào anh rồi, thế là hai người liền lăn vào nhau. Gabriel sau khi thất bại trong vụ thôi miên lại tìm đến một thầy thuốc dân gian, muốn xin một liều thuốc giảm bớt dục vọng của mình. Nhưng khi anh cùng nữ thầy thuốc dân gian ngồi nói chuyện một lúc với nhau, thấy mỏi quá thế là lại kéo nhau lên giường nói chuyện cho đỡ mệt. Sau khi thử nghiệm hết tất cả các phương pháp, Gabriel bây giờ đã sức cùng lực kiệt rồi. Chính vào lúc anh chuẩn bị từ bỏ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thì lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp. Họ nói rằng người sếp mới Dickinson của anh là một kẻ có máu ghen rất lố. Trước đây có một cậu thực tập sinh chỉ vì nhìn vợ ông ấy quá nhiều lần mà đã bị Dickinson cầm con dao gọt hoa quả tiễn về đất mẹ rồi. Tin tức này khiến trái tim của Gabriel đập càng rộn ràng hơn. Nếu như còn không thay đổi căn bệnh nghiện yêu vô tội vạ này, thì không chỉ đơn giản là mất việc, mà việc tìm nửa phần hạnh phúc còn lại cũng sẽ gặp trắc trở. Nhưng anh căn bản không thể nào khống chế được bản thân mình. Gabriel buồn bực, tâm trạng phiền muộn nghĩ đến một người, đó chính là cô gái nghiện chơi với lửa mà anh vô tình gặp ở khách sạn. Cô ấy có một người giám hộ, luôn bên cạnh cô 24/24 giờ, giúp cô thoát khỏi căn bệnh ngang ngược đó. Nếu như cô có thể giới thiệu được cho anh một người tương tự, vậy mọi chuyện coi như được giải quyết rồi. Gabriel không ngừng trải lòng về những rắc rối, phiền muộn mình gặp phải, cuối cùng cũng khiến cô gái mềm lòng. Đối phương ghi ra cho anh một dòng địa chỉ, Gabriel thật sự vui vẻ không thôi. Nhưng khi Gabriel đi ra nhìn thấy đám khói trong nhà hàng, liền cảm thấy hình như cũng không có hiệu quả lắm. Ngày hôm sau, anh đi đến địa chỉ mà cô gái ghi cho mình, đó là một trung tâm cai nghiện cao cấp. Nơi này có thể giúp người ta cai được tất cả các loại sở thích kỳ quái. Người phụ trách trung tâm đã giới thiệu cho Gabriel cô gái tên là Mary. Mary vốn là một bác sĩ tâm lý ưu tú, giúp bệnh nhân giải quyết đủ các loại tâm lý khác nhau trong cuộc sống. Nhưng lại có một bệnh nhân của cô đột nhiên yêu cô điên cuồng. Mary là một người sống rất nguyên tắc, cô ngay lập tức từ chối lời yêu. Bệnh nhân vì muốn bày tỏ tình yêu sâu đậm mình dành cho cô, đã nhảy ra khỏi cửa sổ quên sinh. Anh ta nhập viện trong tình trạng toàn thân lỏng lẻo, răng môi lẫn lộn. Mặc dù Mary đã giải thích rất rõ ràng mọi chuyện này, nhưng cuối cùng giấy phép hành nghề của cô vẫn bị người ta thu lại. Mary không còn nơi nào để đi, được người thân giới thiệu đi đến trung tâm cai nghiện này làm việc. Gabriel vừa nhìn đã thấy Mary thật xinh đẹp, trẻ trung, thế là căn bệnh khó bỏ lại bắt đầu phát tác rồi. Vừa mở miệng ra đã bắt đầu nói ra đủ các lời trêu chọc, nhưng Mary căn bản chẳng để ý đến mấy điều đó. Cô bình tĩnh bảo Gabriel nói ra vấn đề của mình, điều này khiến Gabriel cảm thấy dường như đã nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Anh rất hài lòng với cô gái này, nhưng sau khi Mary nghe được tình trạng của anh lại bày tỏ sự từ chối. Cô cho rằng việc không thể khống chế được họa mi trước phụ nữ là vấn đề chung của 90% đàn ông trên đời này. Cô cảm thấy Gabriel chỉ đang rảnh rỗi kiếm cớ. Cô tìm đến người phụ trách trung tâm, đề nghị được hủy bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng người phụ trách rõ ràng đang muốn bắt nạt cô. Mary không có nơi nào để đi, chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ trị liệu lần này. Cô quyết định sẽ đến ở nhà của Gabriel, thực hiện giám sát anh 1 tuần 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng. Quay về nhà, Gabriel nói với chú mình chuyện Mary muốn chuyển đến sống trong nhà mình. Nhưng người chú sau khi bật cười ha ha thì kiên định nói với anh, ông sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào nhà mình. Bất luận Gabriel có nói như thế nào, người chú vẫn cứ là không đồng ý. Tối hôm đó, Gabriel nằm mơ thấy một giấc mơ. Anh mơ thấy vào ngày mình ký hợp đồng làm việc, đã gặp được người vợ xinh đẹp của sếp mới. Anh không thể nào khống chế được sự quyến rũ chất người của cô ấy. Ngay lập tức cùng vợ sếp khiêu vũ một bản nhạc, rồi bị sếp bắt ngay tại trận. Dickinson dùng súng bắn thẳng vào người anh cái bằng. Giấc mơ này thật sự quá chân thực rồi. Gabriel sợ hãi đến mức túa mồ hôi lạnh. Anh ấy hạ quyết tâm, không quan tâm chú mình có đồng ý hay không, thì ngày mai anh nhất định vẫn sẽ để Mary ở trong nhà này. Hôm sau, Mary đúng giờ bắt xe đến đón Gabriel đi làm. Hai người ở trên xe xảy ra tranh chấp nhẹ. Bởi vì chuyện người chú không cho Mary bước vào trong nhà, khiến cô cảm thấy ông ấy chắc chắn đã mắc phải chứng chướng ngại tinh thần nào đó. Lại chào phúng chiếc bánh mì miễn phí trên tay Gabriel, cô nói sao anh có thể ngay cả bà chủ tiệm bánh mì cũng không bỏ qua vậy. Tài xế taxi cũng không kém phần hề hước, chế giễu Mary chẳng khác gì một bà dì ghẻ. Gabriel không thể nào chấp nhận được hành vi vô duyên của ông ta. Tuy rằng anh là một thằng khá là tồi, nhưng anh cực kỳ tôn trọng phụ nữ. Gabriel mắng cho tài xế taxi một trận, hai bọn họ rất nhanh đã xông vào đánh nhau. Sau khi biết được đầu cua tai mèo của sự tình, ấn tượng của Mary về Gabriel đã dần dần thay đổi. Cả hai bắt đầu một buổi trị liệu thực sự, nội dung công việc hôm nay là tham gia hội chợ thương mại quảng cáo. Để quảng bá sản phẩm của họ tốt hơn nữa, hội chợ thương mại này là một cơ hội hiếm có, ngàn năm mới có. Nhưng khi vừa đến hội chợ xem thử, Gabriel hoàn toàn bị ngốc luôn rồi. Ở đây có đầy đủ các kiểu người đẹp với phong cách khác nhau. Anh lập tức mất đi hoàn toàn sự tự tin. Mary vì muốn giúp anh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chữa trị căn bệnh không kiểm soát được họa mi mỗi khi nhìn thấy người đẹp của anh, cô lấy ra thứ vũ khí bí mật, cô quấn một thiết bị điện hạn chế trên người anh. Chỉ cần Gabriel có bất kỳ hành động hay dấu hiệu nào không chuẩn mực, Mary sẽ ấn nút và Gabriel sẽ ngay lập tức bị giật nhắc nhở.
Thế là, cảnh tượng Gabriel đàm phán, thương lượng làm ăn đã xuất hiện chuyện như thế này. Cho tôi xin chút thời gian nữa, tôi sẽ giải thích cho cô nghe về kế hoạch của chúng tôi. Tôi không biết là kẹo nữa cô có kế hoạch gì cho bữa tối chưa nhỉ? Ví dụ như tôi đã nói, chúng ta hãy cùng thảo luận cái này. Dùng bữa tối ở trong khách sạn nào đó. Dưới phương thức trị liệu có phần hơi khắt khe này, Gabriel đã thành công giành được vài cơ hội quảng cáo cho công ty, nhưng mà điện giật đau thật sự luôn ấy. Buổi tối, Mary mang theo hành lý của mình đến ở trong nhà của Gabriel. Cô vừa chuyển đến đã tặng cho bọn họ một điều bất ngờ. Cô mời tất cả hàng xóm xung quanh đến nhà Gabriel dùng bữa. Đến lúc này Mary mới biết Gabriel đã làm tình với tất cả những người phụ nữ hàng xóm của mình. Điều này khiến mọi người vô cùng ngượng ngùng, chẳng bao lâu đã đứng dậy rời đi rồi. Nửa đêm, Mary lạ giường cứ lật qua lật lại không có cách nào ngủ được. Cô quyết định đứng dậy đi dạo loanh quanh hít thở. Lại phát hiện không thấy Gabriel đâu nữa. Mary dùng phương pháp đặc biệt của mình ép người chú nói ra tung tích của anh. Mary cuối cùng cũng đã tìm thấy Gabriel ở một quán bar. Anh ấy lúc này đang cùng một cô em tóc dài xinh đẹp nói chuyện vui vẻ. Cô nói dối rằng mình là vợ của Gabriel. Điều này khiến cô em tóc dài vô cùng tức giận. Gabriel thật sự có chút tức giận, lừa Mary uống vài ly rượu. Mary uống rượu say thấy chú họa mi vẫn không biết hối cải. Thế là liền đưa anh đến một quán bar dành cho người đồng tính nam. Gabriel vô cùng được chào đón ở nơi này. Có rất nhiều anh đẹp trai chủ động mời anh uống rượu. Anh không thể chối từ được, chỉ có thể uống. Thấy Gabriel bị bắt nạt, Mary lại vô cùng hạnh phúc. Cô đi lên sân khấu hưng phấn biểu diễn mấy bài, đồng thời mời Gabriel đi lên góp vui với mình. Hai người đã cùng nhau trải qua một buổi tối vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, thử thách mới lại xuất hiện rồi. Đây là một sự kiện ra mắt sản phẩm mới đặc biệt quan trọng. Có rất nhiều cô em phóng viên xinh đẹp đến thu tin. Điều này lần nữa khiến Gabriel mất đi hoàn toàn sự tự tin. Anh sợ căn bệnh cũ của mình lại tái phát. Mary cổ vũ anh hãy thật bình tĩnh. Anh không hề phải chiến đấu một mình, ở phía sau còn có cô luôn ủng hộ, cổ vũ cho anh. Mary đưa cho Gabriel một chiếc tai nghe. Cô nói rằng mình sẽ ở một nơi xa dõi theo anh, đồng thời đưa ra cho anh những lời chỉ dẫn. Điều này khiến Gabriel bình tĩnh lại rất nhiều. Khi đến buổi họp báo, nhìn thấy những cô nàng phóng viên xinh đẹp ngồi đối diện, anh không thể cưỡng lại bất kỳ ai cả, đang chuẩn bị thể hiện kỹ năng của mình. Mary đang đứng từ xa dùng ống nhòm giám sát từng cử chỉ của anh, ngay lập tức buông những lời cảnh cáo với anh trong tai nghe, khiến anh bình tĩnh lại không ít. Bắt đầu mô tả các tính năng của sản phẩm mới một cách rất tự nhiên, nhưng mà cảnh đẹp thường không kéo dài được lâu. Một cô nữ phóng viên xinh đẹp đưa ra câu hỏi, khiến Gabriel phút chốc mất đi lý trí. Mary ngay lập tức bảo Gabriel hãy tưởng tượng tất cả những nữ phóng viên, trước mặt là mấy tên đàn ông đầu hói, bụng phệ. Chiêu này thật sự là có hiệu quả. Gabriel đột nhiên không còn hứng thú với những cô em xinh đẹp trước mặt nữa, lại bắt đầu bài phát biểu nghiêm túc của mình. Buổi họp báo kết thúc thành công, tốt đẹp. Chính vào lúc Mary thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì có một cô phóng viên xinh đẹp đột nhiên đi lên chủ động muốn nói chuyện riêng với Gabriel. Thế này thì chẳng nói đến người có bệnh như Gabriel, chứ tất cả đàn ông trên đời này đều không thể cưỡng lại được ấy. Gabriel ngay lập tức vứt tai nghe đi, định phát triển thêm một bước nữa với nữ phóng viên. Mary sốt ruột chỉ có thể giả vờ nhảy lầu để thu hút sự chú ý của Gabriel. Ai biết được kịch giả nhưng tình tiết lại thật, Mary thật sự rơi xuống dưới nhập viện cấp cứu. Gabriel đi đến bệnh viện thăm hỏi cô, trùng hợp thế nào mà mẹ của Mary cũng ở đó. Mary đang phải nghe mẹ càm nhàm dục cô kết hôn, thế là Mary ngay lập tức nói dối rằng Gabriel là bạn trai của mình. Gabriel cũng vô cùng tích cực phối hợp với cô, sợ mẹ không tin lời của mình, bọn họ đã lao vào hôn nhau. Trong quá trình hôn, hai bên đều có một loại cảm giác khác nhau. Nhìn thấy cảnh tượng hôn đến mức không nỡ dừng lại của hai người, mẹ Mary liền lên tiếng mời Gabriel ngày mai cùng nhau dùng bữa tối. Sau khi Gabriel rời đi, Mary cảm thấy hình như mùa xuân hoa nở là vì anh. Người chú cũng nhận ra sự thay đổi của gần đây của Gabriel, ông tưởng rằng anh thật sự yêu đương rồi. Nhưng bản thân Gabriel lại không nhận ra điều đó, anh mặc quần áo tử tế, vuốt tóc vuốt keo các thứ chuẩn bị đến nhà Mary ăn cơm. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc siêu xe xịn sò, anh còn khen Mary thật sự là rất biết chơi đó. Khi lên xe rồi, Gabriel mới phát hiện người đến đón anh không phải là Mary mà chính là người vợ xinh đẹp của sếp mới, Henrietta. Dickinson đã quay về sớm hơn dự tính muốn ký hợp đồng với anh. Chuyện ngoài ý muốn này khiến Gabriel cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ở bên này, Mary ăn mặc, trang điểm xinh đẹp đến đón người, lại phát hiện Gabriel đã sớm được người ta đón đi rồi. Mary có chút lo lắng, pha vào chút mất mát, chỉ có thể ngồi ở nhà thần thơ chờ đợi Gabriel đến. Gabriel ngồi trên chiếc siêu xe xịn sò đến một ngôi biệt thự rộng lớn. Cuối cùng, anh cũng đã được gặp mặt chính diện với ông chủ. Dickinson là một người vừa nghiêm túc lại vừa hề hước, nhưng ông ấy có một tật đó chính là thèm khát ngủ, có thể phút chốc chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Thật ra trong cuộc đời tôi có 3 điều quan trọng, đó chính là sự nghiệp kinh doanh của tôi, người vợ của tôi. Henrietta nhìn thấy chồng mình đã say giấc nồng rồi ngáy khò khò, bắt đầu quyến rũ Gabriel và đưa anh vào phòng ngủ. Henrietta mặc một bộ đồ lót gợi cảm phô ra thân hình bốc lửa của mình. Nào ngờ chính vào lúc bổ nhào lên người anh, Gabriel trong lúc hoảng hốt lại nhìn thấy được gương mặt của Mary. Anh nhớ lại những lời chú mình từng nói rằng nếu như thật sự yêu một ai đó, thì người ta sẽ đột nhập vào bộ não của cháu, và mỗi giây, mỗi phút cháu đều sẽ nhìn thấy cô ấy. Gabriel cuối cùng cũng nhận ra được rằng mình đã thật sự yêu Mary rồi. Anh nghiêng đầu từ chối lời mời gọi ngọt ngào của Henrietta, kiên quyết đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Henrietta đột nhiên đưa tay ra chúc mừng anh. Hóa ra anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra nhân phẩm và thành công được gia nhập vào công ty. Ông chủ Dickinson đích thân lái xe đưa Gabriel đến nhà Mary, nhưng ông ta thi thoảng lại rơi vào trạng thái ngủ sâu, khiến cho chặng đường đến nơi tình yêu của anh trở nên thật kích thích và thú vị. Gabriel bị dọa sợ liên tục hét ầm ĩ, cũng may trên đường đi không gặp bất kỳ chuyện gì nguy hiểm cả. Anh thành công đến trước nhà của Mary. Nhưng mà thời gian lúc này quá là muộn rồi, mẹ của Mary từ chối yêu cầu được gặp Mary của Gabriel, đồng thời bảo anh hãy tránh xa con gái mình ra, bởi vì không đợi được anh đến nên Mary rất đau lòng. Điều này khiến Gabriel vô cùng phiền muộn, anh mặt mày ủ rũ đang định lên xe rời đi, thì lại nghe thấy tiếng gọi của Mary, giọng nói này như được rót thêm mật ngọt vậy, khiến Gabriel ngay lập tức lộ ra nụ cười. Anh vội vàng chạy đến bên cạnh Mary nói với cô rằng mình rất cần cô. Anh không thể khống chế được bản thân liên tục nghĩ về cô, nghĩ về những chuyện mà hai người đã từng trải qua. Anh sốt ruột dò hỏi Mary rằng cô có thể chấp nhận mình không. Lời tỏ tình thâm tình này khiến Mary cực kỳ cảm động. Hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau rồi trao nụ hôn ngọt ngào. Tình yêu ngọt ngào có thể lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh, mang đến cho những người bên cạnh mình sự may mắn. Chú của Gabriel cuối cùng cũng đã chờ đợi được người mà ông luôn chờ đợi, Martha. Nhóm quản lý dự án 4 người cũng đã tuyển được một cô nhân viên nữ xinh đẹp. Chỉ là họ cần thời gian để thích nghi thôi. Trong cuộc đời này, bạn sẽ gặp được vô số người mà mình thích, nhưng chỉ có duy nhất một người khiến bạn muốn làm những chuyện không tưởng, không thể. Thế nên bạn phải tin tưởng rằng, trong thế giới này, luôn sẽ có một người đang đi về phía bạn cùng với một tình yêu đẹp đẽ nhất. Một bộ phim hãi, lãng mạn rất giải trí và đáng xem. Mọi người có thời gian thì hãy tìm phim gốc để xem nhé. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đừng quên nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!